Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt áo pyjama nẹp liền trực tiếp trên giải ha. Và đây là giải lụa. Mình có cái số đo làm mẫu là dài 57, dài 36, tay 15, bắp tay 34, kích 92 và vòng eo là 82 ha. Bây giờ đầu tiên mình sẽ cắt thân trước trước. Mình xếp giải ra ha, mình cắt thân trước. Mình sẽ lấy một đường thẳng song song. Giờ lấy nẹp áo 4 phân nha. Mình sẽ lấy nẹp áo 4 phân. Gạch thẳng. Đây là cái phần tùng áo sẽ bằng 1/4 kích cộng cho 8 nha. Mình vẽ 1/4 kích cộng cho 8. Mình lấy thọt 3/5. Rồi. Mình sẽ gạch xéo xuống đây. Xong đánh bầu lai áo. Rồi. Tiếp theo mình sẽ lấy dài áo. Dài áo bằng số đo của dài áo mình cộng thêm cho 3 phân lai nha. Nhớ cộng 3 phân lai vô luôn. Mình sẽ lấy dài. Dài sẽ bằng 1/2 dài cộng 0,5. Dài sẽ bằng 1/2 dài cộng 0,5. Hạ dây bằng 1/10 dây cộng thêm 0,5 nữa nha. Mình gạch vuông góc ở đây. Tiếp theo mình sẽ lấy phần hạ nắp tay. Hạ nắp tay sẽ bằng 1/5 của kích. Hạ nắp tay là bằng 1/5 của kích nha. Bớt từ 1 đến 2. Mình lấy đường ngang kích. Kích là bằng 1/4 kích cộng cho 6 ha. Kích bằng 1/4 kích cộng cho 6. Đây mình gạch chết. Xéo vô đây thêm 2 phân nha. Nối tùng áo với kích áo. Hạ eo 15. Mình phạt eo 3 phân, chỗ này mình phạt 3 phân. Gạch này. Nối xuống cùng áo. Tiếp theo mình sẽ lấy hạ ben ha. Hạ ben 22. Mình lấy dài ben 27. Gạch ngang eo nha. Độ rộng của ben nè là bằng 1/4 của kích cộng 6 bớt 4 chia 2 ha. Đây số đo tổng cộng của mình là 29. Bớt 4 25 còn 12 rưỡi. Gạch này. Gạch này. Kích 92 mình đánh vòng nách là 19 ha. Rồi, mình đánh vòng nách 19. Để cho ôm phần nách mình sẽ đánh bên cong ở đây nha. Từ chỗ hạ dây, hạ xuôi dây này mình sẽ lấy xuống 10 phân. Mình đánh cái ven bầu. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái phần cổ nè. Mình sẽ lấy cổ ngang vô.
cổ sẽ bằng 1/5 vòng cổ. Hạ cổ 4 phân. Từ chỗ hạ cổ 4 phân này mình sẽ lấy từ phần nẹp 4 phân vào đây. 4 phần 4 hoặc 3 phân ha. Tùy theo yêu cầu của khách là thích cổ rộng hay cổ nhỏ. Mình sẽ gạch lên đây. Mình đánh bầu phần này. Phần cổ trên đây. Đây là cái phần ve áo. Độ rộng của cái ve áo thì tùy theo sở thích ha. Ở đây mình lấy là 7 phân. Ai thích bầu bự thì mình lấy cái độ rộng của cái ve này hết ra ngoài mé này luôn ha. Còn độ dài của ve áo mình lấy từ ngang kích lên 2 phân. Từ ngang kích lên 2 phân ha. Mình gạch xuống đây. Mình giấu chỗ này đặng cắt. Rồi phần túi. Túi mình sẽ lấy đoạn giữa của bên. Mà vô mình lấy vô 7 nha. Mình gạch phần túi. Ở phần túi thì mình có hướng dẫn chi tiết ở cái video trước rồi đó. Mình vẽ túi. Mình sẽ nói điểm cổ và điểm xuôi dây này ha. Chừa 1 phân may nha. Lưu ý với các bạn cái chỗ ve bâu này. Trên giấy thì mình không có đánh bầu, nhưng trên giấy mình sẽ đánh bầu một tí chỗ này cho cái ve nó đẹp nha, nó có độ cong cho nó đẹp. Như vậy là cái thân trước của mình đã hoàn thành rồi đó. Bây giờ mình chỉ việc cắt ra và vẽ thân sau nha. Sau khi mình cắt cái thân trước ra xong, mình sẽ tiến hành vẽ cái thân sau nha. Vẽ thân sau thì mình sẽ lấy một đường thẳng song song. Mình xếp dải gấp đôi nha. Đưa cái bề dải sống lưng ra như thế này. Vẽ một đường thẳng song song ngang lai nữa nha. Mình thọt lên 1,5 cm. Tùng áo thân sau sẽ nhỏ hơn cái tùng áo thân trước đó, là 2 phân nha. Gập lên đây. Rồi. Giờ mình chỉ đặt cái thân trước lên và mình săn dấu nha. Mình sẽ săn dấu kích. Săn dấu dây qua. Lấy thêm 5 phân chòm dây nha. Mình sẽ lấy cái phần dây áo. Dây áo là bằng 1/2 dây cộng 0,5. Do đây là dải lụa nó có độ giãn nhẹ nên mình cộng 0,5 nha. Nếu như dải cứng thì mình sẽ cộng 1. Mình hạ xuôi dây tương tự với thân trước. 1/10 dây cộng thêm 0,5. Cổ cũng bằng 1/5 vòng cổ. Hạ cổ mình lấy 3 phân. Đánh tròn xuống đây. Nhớ làm dấu chỗ mấy cổ. Phần kích. Kích mình sẽ bằng nhỏ hơn thân trước 2 phân. Nhỏ hơn kích của thân trước 2 phân. 29. Ở thân sau mình còn 27. Mình để đây. Chết cho 1 phân nha. Lấy một đường vuông gấp. Lấy vô 1 phân thôi. Rồi. Mình sẽ đặt thân trước ha. Vẽ vòng nách thân sau nha. Giờ mình chỉ việc cắt thôi. Giờ mình nhớ là mình nói cái chỗ này. Chỗ xuôi dây với chỗ cổ chừa 1 phân may như thân trước ha. Rồi. Vậy là cắt nữa là hoàn thành cái thân sau. Rồi, sau khi mình cắt cái thân sau ra
mình sang bên ra ha, sang bên thân trước qua. Tiếp theo mình sẽ cắt cái phần tay áo. Bây giờ mình sẽ vẽ cái phần tay áo, mình xếp dải như thế này nha, dải gặp đôi như vậy. Mình cũng lấy một đường thẳng song song thẳng, mình lấy dài tay, dài tay của khách yêu cầu là 15, mình sẽ lấy 15. Mình sẽ lấy hạ nách tay 11. Chỗ hạ nách tay 11 mình sẽ lấy là bằng cái dòng nách của thân trước nãy mình tính đó ha. Ống tay sẽ nhỏ hơn cái phần kích tay này 2 phân. Nhặt đây. Chia cái này làm 3 đoạn bằng nhau. Nối đoạn này. Mình sẽ đánh. Ở đây là lên 0,5. Cái này là phần tay áo của mình. Mình sẽ cắt theo đây. Mình nhớ phạt lên đây. Phạt lên đây 1 cm nha. Mình cắt xong mình sẽ làm dấu ở đây. Cái phần tay này như vậy là hoàn thành. Mình sẽ giảm đi cái phần này 1 cm, 0,5 đến 1 cm ha. Mình giảm cái phần này. Cái phần này mình sẽ đánh dấu để mình tra vào thân áo trước cho nó thẳng, nó không nhăn ha. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành một chiếc áo pyjama cắt trực tiếp trên vải ha, pyjama nẹp liền. Các bạn xem kênh đó, nhớ nhấn đăng ký để theo dõi, nhận được những cái công thức hướng dẫn cắt may mới nhất ha. Chào tạm biệt các bạn.